bạn đã sẵn sàng để dẫn đầu. Chúng ta có thể ước mơ. Chúng ta có thể tham vọng. Nhưng hơn hết, chúng ta phải hành động. Tiên phong dẫn đầu. Thanh Long Group, hệ thống nhà phân phối hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối các mặt hàng vật liệu xây dựng. Trong bối cảnh bức tranh kinh tế thế giới đầy ảm đạm, đại dịch Covid-19, xung đột chính trị, chính sách tiền tệ thắt chặt, các doanh nghiệp phải gồng mình đưa con thuyền kinh tế ra khỏi vực thẳm. Trong tình cảnh đầy khắc nghiệt ấy, vẫn có những gam màu sáng giữa bức tranh ảm đạm toàn cầu. Hiện nay là kinh tế rất là khó khăn. Tuy nhiên, để làm hài lòng khách hàng và để cho cái sự gắn kết nó bền vững, thì Thanh Long Group tổ chức một buổi chiên khách hàng ở Pattaya, Thái Lan. Ngày 11 tháng 3 năm 2024, tại Pattaya, Thái Lan, vượt qua mọi biến động kinh tế với phương châm tất cả vì sự thành đạt của khách hàng và sự phát triển của công ty Thanh Long, Thanh Long Group trân trọng tổ chức buổi Gala Night tiên phong dẫn đầu xu thế tới toàn thể quý khách hàng và đối tác. 9 năm đi với Thanh Long thì tôi là chủ cửa hàng cũng như là tất cả các khách hàng tin tưởng mua hàng của tôi đều phản hồi là gạch của Thanh Long tốt, đẹp, bền. Tất cả những cố gắng và nỗ lực của tôi đều đã được Thanh Long ghi nhận. Vì vậy, khi nhận được lời mời, tôi rất vui mừng và tự hào. 23 năm hình thành và phát triển, với nỗ lực không ngừng nghỉ, Thanh Long Group sở hữu 27 chi nhánh trong và ngoài nước, hợp tác với 15 nhà máy lớn nhất Việt Nam. Thanh Long Group tự hào là đơn vị tiên phong trong việc chuyển đổi số doanh nghiệp từ rất sớm. Một trong những bước đi nổi bật là thành lập phòng công nghệ, hỗ trợ quản trị hệ thống hiệu quả. Đồng thời, chúng tôi tự hào khi tiên phong ra mắt phần mềm POS 3D, tư vấn bán hàng thông minh, giải quyết nhiều nỗi lo trong quá trình giới thiệu sản phẩm. Nối tiếp tinh thần tiên phong dẫn đầu xu thế, Thanh Long Group thành lập ban nghiên cứu và phát triển sản phẩm với mục tiêu nâng cao chất lượng toàn bộ dải sản phẩm của hệ thống. Thanh Long Group cũng chính là đơn vị tiên phong bắt tay cộng tác với các đối tác hàng đầu thế giới về thiết kế mẫu và công nghệ sản xuất gạch ốp lát đến từ Ý và Tây Ban Nha. Các thiết kế sản phẩm cao cấp và những công nghệ mới nhất được đưa vào thử nghiệm và ứng dụng trong các sản phẩm của Thanh Long. Tất cả khách hàng mua gạch Thanh Long thì cực kỳ là hài lòng. Họ cảm nhận rất là tốt. Từ bề mặt men cho đến giá cả thì rất là hợp lý. Cái đó lại được nhiều cái ưu đãi cho khách hàng. Bên công ty mình đã phân phối hàng Thanh Long năm nay là năm thứ 9 rồi. Sản phẩm của Thanh Long Group ý, chất lượng rất là tốt. Nhân viên của Thanh Long là một đội ngũ nhân viên trẻ, có chuyên môn, có nhiệt huyết. Mình thấy mình rất vinh dự khi được bên tập đoàn Thanh Long mời tham dự buổi chuyên sắp tới. Thay mặt đội ngũ công ty cũng có lời cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến bên Thanh Long Group. Chúng tôi trân trọng và biết ơn sự ủng hộ to lớn của quý vị. Những thành quả của Thanh Long Group gây dựng trong suốt 2-3 năm không chỉ được góp sức bởi tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của quản lý, nhân viên công ty mà còn đến từ lòng tin của quý đối tác và khách hàng. Với Thanh Long, chất lượng dịch vụ thương mại là yếu tố ưu tiên hàng đầu để tạo nên giá trị thương hiệu Thanh Long. Chúng tôi cung cấp đa dạng mặt hàng, các sản phẩm gạch ốp lát từ trung cấp đến cao cấp, thiết bị vệ sinh, phụ kiện cho gạch ốp lát. Tính đến nay, sản lượng kinh doanh của Thanh Long Group đã không ngừng phát triển. Sản lượng hàng năm liên tục tăng với mức tăng trưởng bình quân 20-30% sau mỗi năm. Tiên phong dẫn đầu. Tiên phong dẫn đầu. Tiên phong dẫn đầu xu thế Thanh Long Group. Khẳng định vị thế dẫn đầu, Thanh Long Group sẽ tiếp tục giữ vững danh hiệu là nhà phân phối gạch ốp lát lớn nhất Việt Nam và vươn xa hơn nữa trên thương trường quốc tế.